trong cái câu chuyện của Đỗ Bang thì gọi là thảm sát nhưng nó thật quá thảm thương, bởi vì cái số người trong gia đình thiệt mạng thì rất lớn. Nhưng mà tôi thì lại chỉ cảm nhận được cái lòng biết ơn của Đỗ Ba đối với cái người đã cứu mình, đã đem mình ra khỏi cái đống xác đấy. Thì câu chuyện này nó cũng cũ rồi, cũng rất là lâu rồi, không, thật sự là tôi cũng không muốn khơi lại một cái quá khứ nó quá đau thương. Nhưng mà cũng xin hỏi Đỗ Ba là sau đó một thân một mình mới có 9-10 tuổi như vậy mà sống lăn lóc như thế cho đến ngày giải phóng, rồi kể cả sau khi giải phóng hơn, giải phóng xong thì như Đỗ Ba nói, mặc dù là được nhà nước cũng hỗ trợ nhưng mà rất là khó khăn. Thì có bao giờ trong lòng Đỗ Ba nghĩ quay trở lại cái ngày tháng, ngày 16 tháng 3 năm đó, và mà mình thấy thù, thù ghét, gọi là thù hận ấy, có bao giờ không? Nếu mà em nói cho chị nghe, em nói cho chị nghe là nếu mà cách đây mười mấy 20 năm về trước, lúc mà mình cũng là nghĩ là ví dụ gia đình mình là bị như vậy thì mình đã nghĩ là mình sẽ, mình cái không là mình cũng nghĩ là rất là người Mỹ tệ xong mà giết dân như vậy và giết gia đình mình như vậy. Nhưng mà sau này á thì em nghĩ là mỗi năm nó mỗi đó đổi qua mỗi thời khác nhau. Giờ em nghĩ là như đơn sơ thôi, nó đơn thuần một cái là Việt Nam mình mà còn bắt tay với Mỹ để làm ăn, thì cái chuyện mà đau thương mình là nó đã quá xa, là đã 50 năm rồi. Thì em nghĩ bây giờ có hận có thù thì có hận có thù để người ta cũng đã cháy rồi, những cái người bán cha mẹ mình người ta cũng chết rồi, thì nên mình nói thôi bây giờ cuộc sống mà nó cũng đổi mới, nó cũng thay đổi hết giờ thì mình cũng đừng có nghĩ cái nỗi mà quá khứ nữa, mình cứ nghĩ cái hiện tại như bây giờ để nếu hòa nhập với này nọ, chứ còn bây giờ thù với hận gì nữa. Chị nghĩ 50 năm mà thù, không có thù với hận người Mỹ nữa. Và giờ nói chung đó, bây giờ đất nước cũng như là mình nói chung một cái người đất nước Mỹ đi, mọi người dân Mỹ cũng đều tốt chứ đâu phải là người nồn cũng như là giống người Mỹ. Nói chung là một, có một số nụ thành phần nào đó chưa biết người Việt Nam ra sao, hay là này nọ, cứ nghĩ là cộng sản người ta mới bắn. Còn ví dụ lo chứ biết bao nhiêu người Mỹ cũng ngã ngủ về Việt Nam, cũng ủng hộ Việt Nam này nọ đó, nên cái đó là mình cứ nghĩ là đã trôi qua 50 năm rồi, mình nghĩ là thôi chuyện gì nó qua là nó qua, mình cũng hận cũng làm vậy, có hận người ta cũng chết rồi, nên cái nỗi buồn cũng có một cái nỗi buồn, cũng có một cái nỗi nhớ, nhưng mà cái chuyện nó qua rồi thì cho nó qua. Mỹ cũng như mình cũng như Mỹ là điều đó tốt hết, chứ còn bây giờ mà thù với hận là không có thù hận gì nữa. Vâng, như vậy là có lẽ đấy cũng chính là một cái đặc điểm rất là lớn của người Việt Nam. Và cũng có lẽ cái điều mà Đỗ Ba vừa chia sẻ nó đã giải thích được vì sao mà dân tộc Việt Nam vẫn tồn tại được qua biết bao nhiêu thù hận đau thương. Quay trở lại câu chuyện của 50 năm trước thì Đỗ Ba có nói là Mỹ bắn đợt 1 này, sau đó quay vào xóm để đi đốt nhà rồi này nọ, xong lại quay lại bắn tiếp, rồi lại đi, rồi sau đấy nghe tiếng trẻ con khóc lại quay lại bắn tiếp. Thì trong cái khoảng thời gian của từ cái lần bắn này sang lần bắn khác mà cho đến cuối cùng mà những cái người Mỹ người ta đã tìm được Đỗ Ba mang đi ấy, thì mình vẫn nằm im ở đấy à? Dạ vâng, nằm im tại chỗ, cứ nằm im như thế. Và khi mà họ bế lên rồi họ thả xuống ấy, thì liệu có khi nào mà cậu bé 9 tuổi lúc ấy đã nghĩ đến cái chiêu là giả vờ chết? Hồi đó em cũng biết được, em cũng sợ người ta có bắn mình hơn nữa là không. Em biết là em mới giả vờ chết lần thứ ba, em mới nghĩ là
người đó không không có thể là bằng. Hồi đó mình cũng không biết, hồi nhỏ cũng sợ, không biết chạy đâu thì nằm lại chỗ luôn á. Hoặc có thể là lúc ấy sợ quá cho nên là quá, chết giấc. Chết giấc nè, chết cái ôm lên chết giấc. Trong cái chỗ đấy thì có mấy người được may mắn như Đỗ Ba là còn sống? Mương Mương đó là chỉ có một mình em thôi. Ở chỗ Mương mà 170 người á. Cái Mương ngay ngay cái chỗ đúng rồi, làm bây giờ ấy. Ngay cái chỗ bây giờ người ta khôi phục, người ta đắp đắp ấy à. Thế sau đấy thì là họ vùi luôn đấy à? Hay là hay họ bỏ đi? Tức là sau khi mà à, nhưng mà vì Đỗ Ba là cũng được họ đem đi rồi cho nên không biết, đúng không nhỉ? Dạ. Thì trong cái xóm của mình ấy, cái xóm Khê Thận của mình, thì sau này khi Đỗ Ba quay trở lại thì có còn nhiều người còn sống không? Nếu mà sống là bây giờ như em biết á, còn nhiều người sống, nhưng mà ví dụ nói về sống sót á là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà nó sống sót tại chỗ thì nó rất là ít. À, tức là sống sót là ví dụ đi vắng đâu đó không, hay là hay là chạy thoát cũng là sống sót, chạy chạy thoát nữa có hả? Cũng là chạy thoát, cũng như còn là như trường hợp như Đỗ Ba là chết chắc rồi đấy. Như em á, là sống sót là đúng là sống sót, em nằm tại chỗ, và những người nằm tại chỗ sống sót là đó không bao nhiêu hết. Còn nếu mà nó sống sót thì nó trong nguyên cái trong lòng này là nó sống sót phải. Nếu mà nó là về sống sót thì đứa à, cũng sống sót thì ngay bán chạy thấy cũng sống sót. Tức là cái lúc mà nó đổ quân xuống là mình đã chạy đi rồi, có người chạy có người là thì cái người chạy là chắc sống đúng không? Còn sống bây giờ là những người đi làm sớm đi làm sớm ra đồng, ra đồng là những người đó là thoát thoát chạy, nhưng mà không được chứng kiến. Còn những người mà nằm tại đặng thì không bao nhiêu. Và có lẽ câu chuyện của chúng tôi thì cũng dừng ở đây. Và có một điều mà tôi thấy rằng là một người dân lao động, một người nông dân chính hãng như Đỗ Ba, cũng bôn ba đó đây, nhưng mà có lẽ tư duy của anh là một cái tư duy mà cả những người có nhiều học vấn cũng cần phải quan tâm, nếu như không nói là học hỏi, đó chính là sự vị tha. Đỗ Ba có muốn nói gì với khán giả của Uy Minh Việt Nam không? Em cũng có gì coi như là thành thật xin cảm ơn đài truyền hình đã đưa lên. Ngay ở phòng khách bước chân vào thì chúng tôi thấy có một bàn thờ xây. Vâng, có lẽ là do điều kiện kinh tế cho nên là Đỗ Ba đã xây một cái bàn thờ chứ không dùng bằng thờ gỗ như chúng ta thường thấy. Và tôi thấy ở trên bàn thờ nhà Đỗ Ba thì còn có một cái hình của hai người đàn ông nước ngoài. Đây chính là hai người lính Mỹ đã cứu cậu bé Ba ra khỏi đống gọi là đống xác người dưới bờ mương. Ở nơi đấy là 127 người chết. 170. Mấy? 170 người. 170 người. Kinh khủng. Cả người lớn cả trẻ em. Và chủ yếu là người lớn thì chủ yếu là đàn bà và trẻ em. Trong câu chuyện thì thấy hầu như các nạn nhân thì không có bóng dáng của đàn ông. Tôi cũng đã từng nghe về một gọi là đánh sai mục tiêu, nhưng có lẽ đây sẽ là một câu chuyện khác trong một chuyên đề khác. Và quý vị và các bạn cũng vừa nghe Đỗ Ba chia sẻ. Trong câu chuyện thì thấy hầu như các nạn nhân thì không có bóng dáng của đàn ông. Tôi cũng đã từng nghe về một gọi là đánh sai mục tiêu, nhưng có lẽ đây sẽ là một câu chuyện khác trong một chuyên đề khác. Bây giờ thì ở đây trong cái khuôn viên này, anh có thể giới thiệu ngôi nhà của anh trước đây được không? Được, cứ để chứ. Đây là vậy, ngôi nhà của em là nằm bên đó, có cái tấm bia mà bên đó. Còn đây là ba cái mộ của mẹ và mấy đứa em.
đó là ba cái mộ, còn nhà em ở đó. Bây giờ có để có bỏng ngay chỗ đó là nhà của em, có bỏng chính đây bên, hả? Bên đó, vâng. Đó biết có bỏng bây giờ chị thấy ở cái nhà. Chúng ta sẽ đến đấy để cùng nhìn lại ngôi nhà của Đỗ Ba. Và ở đây thì tôi thấy ghi là mộ chôn chung 9 người, mà ba thì lại có nói là đây có 3 ngôi mộ của gia đình mình. Theo tôi hiểu có nghĩa là dưới này thì chôn chung và người ta làm 3 cái mộ gió ở trên, đúng không nhỉ? Dạ, cái này là riêng á chị. Trên cái này là, cái này là chung của 9 người, nhưng mà mộ đó là mỗi gia đình trong mỗi nạn nhân có. Thì trong cái ngôi mộ đó thì Lê Thị Bình á, Lê Thị Bình 34 tuổi là mẹ tôi, Đỗ Thị Nguyệt á, là em tôi, Đỗ Bạch đó là em tôi, còn một ông á, chồng anh kia là không có địa tình này, là coi như gia đình tôi có 4 người. Thế một người nữa lại là chồng chết ở ngoài, chỗ khác, chết ở đây nhưng mà chồng vô khó. Vì sao? Vì hầu đó ông nội tôi gặp đâu trong đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhà của Đỗ Ba. Và đây là một cái tấm bia có ghi là nền nhà của gia đình ông Đỗ Ánh còn lại sau vụ thảm sát Sơn Mỹ. Gia đình ông có 4 người bị lính Mỹ giết là bà Phạm Thị Bình, Đỗ 34 tuổi, cháu Đỗ Thị Nguyệt 10 tuổi, Đỗ Bạch 8 tuổi và Đỗ Cu 4 tuổi. Cái chỗ chôn kia là không có Đỗ Cu đúng không? Không có, Đỗ Cu là... Đỗ Cu là em. Em. Còn ông mà 10 tuổi là ông anh. Đỗ Ba cho tôi hỏi, cái nền nhà này là ngày xưa nó đã thế này hay là khu chứng tích họ tôn tạo lên? Cái đây là hồi xưa nó cũng như vậy. Coi như nhà nó là nhà cũ. Không phải là cũng có... cố chấp thêm chút thôi chứ còn nguyên là nhà của em. Hồi đó là ở đây có một cái cây rất là bự chỗ này, là để cây quay hình mặt này, là cái cây mà nó cây cố thụ đó, là cây keo. Và sau khu chiến tích bị ngày xưa nhà Đỗ Ba đã xây nền như thế này rồi à? Không, nhà cái đây á, là khi mà xây là năm hầu ông nội rồi ông đã xây rồi, nhưng mà sau này cũng như là lùm nó nâng thêm chút sau đó, chứ hầu cái là nhà nó cũng co cũng như là ấy rồi. Bây giờ lùm nên là đó cũng như là ấy, chứ mà hầu nhà em là đã như vậy rồi. Cũng xây cái này nó là gạch hay là đá nhỉ? Đá. Như vậy là một cái nền nhà còn lại, có lẽ chắc là sau đấy thì là bị đốt đúng không? Dạ. Đốt cháy. Yeah. Bây giờ Đỗ Ba có thường xuyên về đây không? Dạ, lâu lâu ra đốt mấy nhúc nhân cho bà già với mấy đứa em. Như là hầu mà rảnh rỗi thì ra đốt nhân. Còn hầu kẹt thì thôi, hoặc lễ này nọ thì đốt nhân thường xuyên. Với Tết Tư là đốt nhân. Thì trong gia đình em thì bây giờ ông nội thì bấm trụ theo cách mạng, thì bây giờ ổng thì đi cũng thôi, ông nội cũng là tâm già hết. Ý mình muốn hỏi là khi mà ông quay trở về ấy, thì có gặp sau này á, từ năm 68 cho đấy, đến năm 75 thì tôi mới gặp ba tôi rồi, mới được hai tháng là ba tôi là chết. Đến tận lúc đấy mới gặp. Còn suốt từ khi sau khi mất mẹ và em thì một mình cứ bơ vơ như thế mãi. Dạ. Yeah. Vâng, đúng là những nỗi đau của những nỗi đau. Và tôi cũng muốn hỏi thêm, và Đỗ Ba khi mà người ta cần cái nhân chứng của cái vụ thảm sát này,
thì Đỗ Ba đã được đưa đi nước ngoài. Thì cái lúc đấy ấy, thì là một cậu bé nông dân ở trong một cái vùng cũng sâu xa như thế này mà lại được sau đó là được đưa ra nước ngoài, thì lúc đấy thì Đỗ Ba cảm thấy như thế nào và gặp có những cái chuyện gì mà có thể chia sẻ với mọi người được không? Thì năm 77 là em có nhà nước có đưa em đi nước ngoài, đi qua Đức, cùng qua Liên bang Đức, rồi có đi tố cáo tội ác của Mỹ trên trên khắp thế giới đó, là coi như của mẹ của Mỹ của Đức đó, nó là có thể là nó phóng đi toàn bộ cái sự kiện đó. Rồi sau này em mới về lại quê. Khi mà đi sang bên đấy thì thấy cái đất nước của người ta rồi này kia ấy, thì lại nghĩ về cái quê hương mình lúc đấy nó còn rất là nghèo khó và lạc hậu, thì trong đầu của Đỗ Ba có suy nghĩ gì không? Em qua vẫn là em suy nghĩ một cái là người ta có cái nền văn hóa của nhà người ta rất là con người học, người ta còn có con đường ăn học, có mỗi ngày mỗi ăn cùng mình á, thì khi mà về quê mình nghĩ lại là mình không có một cái cơ hội nào mà để vươn lên. Thì vươn lên một cái là nó khó, không cha không mẹ, không có gì hết, làm sao mà vươn lên. Mình cứ, em cứ nghĩ là mình cứ kiếm bữa ăn thôi, bữa đó bữa no, làm sao mình vươn lên được vì không cha không mẹ. Vâng, cũng không cha không mẹ, cũng là một nạn nhân được còn sống sót. Nhưng khi đó thì anh Tấn Dũng với người mẹ của mình, bà năm ấy là 33 tuổi và Tấn Dũng thì 6 tuổi, nhưng họ đã vươn lên để có một cái cuộc sống rất là khá, bởi vì họ có mẹ, không cha nhưng có mẹ. Còn Đỗ Ba thì không cha không mẹ, và một cậu bé gần như cũng là thất học nữa, ở một cái vùng quê như thế mang một nỗi đau lớn như vậy, thì quả thật nếu đòi hỏi anh phải thế này hay thế kia thì chúng ta cũng đã quá là vô cảm. Rất là cảm ơn Đỗ Ba. Trong một cái khuôn viên mà cây cối hoa lá được trồng tỉa một cách rất là cẩn thận và công phu, giống như là một cái công viên vậy, đầy tiếng chim ca. Và chúng ta khó có thể tưởng tượng rằng 50 năm về trước ở nơi đây đã từng máu chảy ngập dưới mương, mà người kể chuyện thì tôi ước tính phải khoảng 40 phân. Chú bé Đỗ Tấn Dũng khi mà mẹ nhấn xuống đấy thì mặc dù mới có 6 tuổi nhưng mà cũng biết nói với mẹ là mẹ nhấn nữa là con chết ngợp, và cũng đã biết là nằm im để được sống. Ở trong khuôn viên thì hôm nay tôi thấy đang có một cái sự khẩn trương của tổ chức, có lẽ họ chuẩn bị cho cái buổi ngày mai. Và lác đác đó đây thì có những cái nhóm phỏng vấn với những nhân vật của mình. Tôi cũng nhìn thấy có những người nước ngoài họ đi một cách giống như là người nhàn tản bách bộ. Đây là mộ của Nguyễn Cư, Phạm Thị Ưng, Nguyễn Thị Nguyễn, Đỗ Bảy, Lê Thị Bình là mộ của mẹ Đỗ Ba. Xin cảm ơn. Yên Vinh Việt Nam xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.